Bố Sa Đa Huy xin kính chào đi. Quý vị. Kính thưa quý vị, Bố Sa Đa Huy đang có mặt và chia sẻ cho quý vị tại Festival Thủ đô năm 2024. Và quý vị nhìn thấy có rất nhiều những tác phẩm đặc sắc. Và kính thưa quý vị là Bố Sa Đa Huy có rất nhiều những cái cảm xúc với cái cuộc chơi này. Bởi vì những cái tác phẩm đem đến Festival lần này đem đến rất nhiều cái giá trị và đem đến rất nhiều những cái tinh thần cho Bố Sa Đa Huy. Và quý vị biết là thời tiết nắng thế này, giữa trưa nắng thế này, nhưng Bố Sa Đa Huy vẫn muốn chia sẻ cho quý vị. Bởi vì những cái tác phẩm đẹp làm lôi cuốn chúng ta, đem cho chúng ta cái tinh thần và gần như là xua tan hết những cái oi bức của mùa hè. Và chúng ta sẽ đi khám phá, đi chiêm ngưỡng, đi tìm những cái tác phẩm đẹp để giới thiệu với quý vị. Giữa hàng ngàn những cái tác phẩm hôm nay thì Bố Sa Đa Huy thực sự là tác phẩm nào cũng muốn chia sẻ cho quý vị. Thưa quý vị, đây là một cái khu ở gần như là chỗ gần cuối khu festival. Ở đây rất nhiều cây. Và những cây khủng ở đây rất nhiều. Em chào anh nhé. Vâng, xin chào Bố Sa Đa Huy nhé. Anh đến từ đâu nhỉ? Mình đến từ Trương Mỹ, Hà Nội. À, Trương Mỹ, Hà Nội. Cũng là một cái nơi phong trào chơi cây cảnh rất là phát triển. Anh là nhà vườn anh Lý Huynh à? Vâng, Lý Huynh ạ. Vâng, cũng nhiều lần gọi điện mời Đức Huy về vườn anh để chia sẻ với cộng đồng chơi cây cả nước. Nhưng hôm nay thì... anh cũng điện cho em mấy lần rồi hả? Cũng gọi điện cho chú mấy lần rồi. À, và hôm nay là nhân tiện. Mong anh thông cảm bởi vì để em cũng nhiều công việc... chính nhiên là cũng xong rồi cũng quên đi. Vâng. Thế là anh cũng điện cho em vài lần rồi đúng không? Vâng vâng vâng. Thì anh Lý Huynh ở Trương Mỹ quý vị nhé. Thế thì hôm nay thì có cái gì mà mấy lần anh không điện cho em mà em chưa về được thì sẽ dịp gần nhất thì em sẽ về anh chơi anh nhé. Vâng vâng vâng. Thế lần này thì anh mang đến festival mấy tác phẩm mà anh? Và cao với Bố Sa Đa Huy là nhà vườn mình mang đi một tác phẩm. Một tác phẩm, vâng. Là tác phẩm này đấy hả anh? Vâng, vâng, vâng. Kính thưa quý vị, đây là một cái tác phẩm cây xanh Nam Điền. Và cây xanh thì Bố Sa Đa Huy nhìn thấy xuất phát từ 8 tầng phải không anh? Vâng, đúng ạ. 8 tầng và cái cây xanh thì trực hóa dáng làng. Và quý vị nhìn thấy các rễ tạo lên những cái thành vách vẻ cổ kính cho tác phẩm. Anh cái tác phẩm này thì anh tạo tác đến nay được bao nhiêu năm rồi? Mình làm từ phôi lên là trong thời gian là khoảng 9 năm. 9 năm rồi? Vâng. Ngót nghét 10 năm rồi. Đi đằng này. Ngót nghét 10 năm rồi quý vị ạ. Tác phẩm đã lên đá. Và cái chiều cao thì Bố Sa Đa Huy ước chừng cao khoảng... 1 mét. Bao nhiêu anh? Từ mặt đá lên quả phúc là 1 mét. Từ mặt đá lên quả phúc 1 mét hả? Vâng. Đây là một cái kỷ niệm đáng nhớ với cá nhân anh Lý Huynh. Lý Huynh à? Vâng. Anh Lý Huynh, bởi vì là sau khoảng 9 năm tạo tác thì lần này tác phẩm được đi chơi và xuất hiện ở một cái sân chơi lớn. Một sân chơi... rất nhiều người mơ ước được mang cái tác phẩm của mình góp mặt ở đây. Và đây lần này là cái kỷ niệm đáng nhớ với cá nhân anh. Vì thấy những cái tác phẩm xuất phát từ 8 tầng và giữ được những cái tay chi cổ của mình nhá. Những cái đường nét già cổ của tác phẩm vẫn giữ được rất nhiều. Thời tiết quý vị thấy là thời tiết hôm nay thì cực kỳ đẹp, có hơi nắng một chút nhưng cực kỳ đẹp. Anh vừa giới thiệu cái gì nhỉ? Cái lu này nó là cái lu đẩy chứ nó không phải là cái lu mầm thở. À, vâng. Cái này của anh ấy thì cây khá già rồi quý vị ạ. Anh lên đá được mấy năm rồi? Lên đá chắc được hơn 2 năm. Vâng, hơn 2 năm. Nhà anh
Nhà anh Huynh có nhiều cây không? Nhà mình bây giờ mà hoàn thiện thì có 8 cây. Vâng. Còn phôi đang làm dở thì có khoảng vào 20 đầu phôi. Mà chủ yếu là phôi to chứ mình không làm cây nhỏ. Quý vị có rất nhiều những tác phẩm xuất phát từ tán tầng quý vị nhé. Thì tác phẩm của anh Lý Huynh cũng là một những tác phẩm được làm từ tán tầng. Thì hôm nay thì Bonsai Đắc Huy đang có mặt ở đây và đang chia sẻ cho quý vị tại Festival Thủ Đô. Thì gặp anh Lý Huynh ở đây, cũng một người, một fan của Bonsai Đắc Huy đấy. Tác phẩm có tên là Thạch Mộc Tam Chi Phát. Cái tên này thì do anh đặt chứ hay là ai đặt cho anh? Cái tên này thì báo cáo với Bonsai Đắc Huy là mình không thể tự đặt được. Mà mình phải đến nhờ một cụ đồ nho ở trong xã. Vâng. Thì cụ xem qua cái cây đi thì cụ mới đặt cho cái tên. Vâng. Và cũng chia sẻ với những anh em chơi cây là nếu đặt tên cây thì cái mà sát cây nhất thì vẫn phải nhờ các cụ đồ nho. Vâng. Vì chơi cây là đạo nho giáo rồi. Dạ vâng. Nếu không có cụ đồ nho thì khó hình dung được cái từ để nó thích hợp với cái cây. Đấy, là mình chia sẻ rất chân tình. Vâng ạ. Vâng. Thì cụ ngồi khoảng độ gần một tiếng thì cụ lựa chọn những các cái sát thực với cái cây. Vâng ạ. Mộc thạch thì cây với đá của anh. Vâng. Mộc thạch. Còn ba thân thì cụ ba thân thì là ba thân thì tượng trưng cho ba chi đúng không? Mà buôn bán thì là lúc nào phải là thích phát. À, ba chi phát. Phát triển. Phát triển. Vâng. Lúc nào cũng vươn lên, lúc nào cũng phát triển. Đấy. Đó là những cái mong ước. Vâng. Gửi gắm vào trong cây thì bao giờ cũng vậy, cây cảnh nghệ thuật từ xưa đến nay đều như vậy, từ các cụ ngày xưa các cụ đã chơi rồi, các cụ những cái mong ước, những cái lớn lao của mọi người thì các cụ đều gửi gắm qua cái tác phẩm. Thì mỗi cây sẽ có một cái chủ đề, một cái thông điệp mà các cụ gửi gắm qua từng tác phẩm. Anh ơi, tác phẩm này của anh cũng lần đầu tiên xuất hiện chứ hả? Lần đầu tiên đi chơi đúng không? Lần thứ ba đi triển lãm, nhưng mà triển lãm lần đầu ở cái cấp huyện Thanh Oai. Huyện Thanh Oai, và lần thứ hai đâu? Lần thứ hai là 2021 ở Ninh Bình. À, Ninh Bình. Đấy, đợt dịch đấy. Dạ vâng, vâng. Thế đợt này thì là Thủ Đô. Vâng. Rồi. Thế là ba lần đi chơi rồi quý vị ạ. Một lần cấp huyện và một lần thứ hai cấp tỉnh. Và lần này thì là cấp thành phố. Và ở cái sân chơi, có lẽ là sân chơi này lớn nhất từ trước đến nay. Thế hôm nay Bonsai Đắc Huy gặp anh Lý Huynh ở Festival Thủ Đô, là cũng trò chuyện với anh và được biết là anh mang một tác phẩm đến với triển lãm Thủ Đô, một cái tác phẩm tâm huyết của anh tạo tác 9 năm trời. Và đến đây thì Bonsai Đắc Huy cũng xin được cảm ơn quý vị và chào anh Huynh nhé. Vâng, anh ơi chào anh nhé. Chúc anh thật nhiều sức khỏe và càng ngày càng chăm chút tạo tác cho những cái tác phẩm của mình thì càng đẹp hơn nữa. Cũng chúc cho kênh Bonsai của Đức Huy một ngày một phát triển và dồi dào sức khỏe để đi truyền thông, những cái truyền tải những cái người con tinh thần của các nhà vườn, cũng như chia sẻ về những ông bác có rất nhiều kinh nghiệm quý báu từ những người làm ra tác phẩm. Thế còn người mà thương mại về tác phẩm thì mình không dám, nhưng mà thích nhất, cá nhân mình thích nhất những cái tương tác của kênh Bonsai Đức Huy, ví dụ như còn là chú Thùy Hải Phòng này, Bác Cường họa sĩ này, và một số những người vân vân, là ngoài cái thời gian sản xuất thì lúc nào cũng quan tâm đến cái kênh của Bonsai Đức Huy. Vâng ạ. Để mình hiểu biết thêm, để mình được hiểu rất rõ về cây. Từ cái chia sẻ của chú Thùy nhá, là tại sao Việt Nam mình không chơi cây to. Ở bên Nhật các cây tùng 7-8 tỷ về mình thì không cho đi chơi được, là phải cho lên chậu, nhưng mà lại phải để họ rồng dưới đất. Thế nhưng ở gặp được chú Thùy, nhưng mà tôi cảm nhận những cái kiến thức của chú Thùy chia sẻ rất đích thực,
rất sát thực. Và cái truyền tải này, nếu những người thực thụ làm cây từ phôi và hiểu biết về xanh của Việt Nam và xanh xi Việt Nam thì nên áp dụng để mình làm ra những cái người con tinh thần trong văn hóa Việt Nam, trong khí hậu Việt Nam, và nó thích hợp rất nhiều cái làng cây của Việt Nam mình phát triển. Chúng em chia sẻ thì ngoài em chia sẻ những cái tác phẩm này rồi đến thăm trực tiếp những nhà vườn, vâng, thì bên cạnh đó em muốn qua thông qua những cái thước phim tương tác, chia sẻ những cái người có kinh nghiệm, vâng, người có hiểu biết, có kiến thức, vâng, thì thông qua đó thì sẽ ít nhiều mang được cái giá trị cho những người chơi. Vâng. Có thể những cái bác các anh thì có nhiều kiến thức rồi, có kinh nghiệm rồi thì các bác các anh không cần cái điều đó, nhưng vâng, mà rất nhiều người cần những cái định hướng, cái kiến thức đó. Vâng. Thế thì chúng em thì sẽ cố gắng mỗi ngày rồi sẽ ra một những cái thước phim mang nhiều cái ý nghĩa gửi đến cho cộng đồng. Vâng, vâng. Hôm nay nào thì... đó là mình sẽ mời chú Đức Huy về nhân tiện cùng alo cho chú Huy và vâng anh ạ. Em Hải Phòng là dưới đấy cũng rất nhiều người là mình biết về nhà mình. Vâng ạ. Là lên chỗ vườn mình chia sẻ một vài chục phút thời gian anh em mình ngồi tâm sự. Vâng ạ. Hôm nay là rất cảm ơn Đức Huy ở Festival Thủ Đô, và một lần nữa là chúc cho kênh của Bonsai Đức Huy một ngày mà phát triển mạnh và phục vụ cho anh em làng cây nhiệt tình. Và xin cảm ơn Bonsai Đức Huy nhé. Cảm ơn anh nhé. Vâng, thưa quý vị, một cái cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai anh em chúng tôi bên tác phẩm Thạch Mộc Tam Chi Phát của anh Lý Huỳnh, đến đây xin phép được tạm dừng. Bonsai Đức Huy xin được cảm ơn quý vị và sẽ trở lại quý vị trong thước phim sau. Cảm ơn quý vị rất nhiều.